Để phục vụ cho Tết Nguyên đán, cơ sở sản xuất cây cảnh hoa mai đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh đã nhập về hơn 1 vạn hoa, cây cảnh với nhiều chủng loại. Năm nay nguồn hàng khá dồi dào với nhiều mức giá khác nhau nên người mua dễ dàng lựa chọn được những loại hoa cây cảnh phù hợp với túi tiền. So với cái năm nay á, thì cái người dân mua thì họ cũng thắt chặt cái chi tiêu hơn. Nói về cả cái loài chủng loài cây thì người ta cũng mua cả cái loài cây mà cũng giá cả hợp với cái người tiêu dùng. Tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, địa điểm bán hoa cây cảnh lớn nhất tại thành phố Hà Tĩnh, bên cạnh các loại hoa cây cảnh của địa phương như đào Lưu Vĩnh Sơn, mai Kỳ Nam thì nhiều loại cây cảnh với kiểu dáng độc lạ bắt mắt cũng được các hộ kinh doanh nhập về khá nhiều. Thì chúng tôi năm nào chưa đâu huyên cả, nhưng thấy năm nay là thấy cũng thấy là giá cả cũng hợp lý. Năm ngoái chúng tôi chơi canh tầm vài triệu, thì 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, cho đến tầm hơn triệu 8 triệu 9 triệu là chẳng hạn. Và năm nay thấy giá cả rất bình ổn. Rất nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh người ta đầu tư về đây để buôn bán từ hoa lan của Đà Lạt và các loài mái của miền của Sài Gòn á, hoặc là miền Bắc á. Nhưng mà bà con Hà Tĩnh vẫn ưa chuộng nhất là loài đào được trồng của bà con Lưu Bình Sơn trong. Tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh, thị trường cây cảnh cũng đã nhộn nhịp hơn. Các nhà vườn, tiểu thương đã nhập về một lượng lớn hoa cây cảnh để phục vụ nhu cầu của người dân. Thị trường của thị xã Kỳ Anh năm nay thì thấy nhiều loài cây cảnh như là đào, quất, mai, rồi các cây cảnh, cây hoa nhỏ. Mà tôi thấy năm nay là người dân đi mua sớm hơn mọi năm. Hiện tại lượng hoa cây cảnh vẫn còn khá nhiều, sức mua cũng đang tăng dần. Người kinh doanh đang cố gắng để sớm bán hết hàng. Còn người mua cũng đang lựa chọn cho mình những loại cây yêu thích để trưng Tết.